Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 30 token MBC và cũng thông báo cho các bạn rằng con Mero bữa trước mình rút đã về ví. Mero thì các bạn vào kiểm tra bằng cách vào mytherewallet.com. Kích vào yêu tôi bác sau đó các bạn vào send ether, các bạn vào play store select file, các bạn lưu ý là các bạn vào bằng cách này chỉ nên vào bằng máy ở nhà thôi nha, đừng đừng ra máy wifi công cộng hoặc là máy tính công cộng mà là dễ bị lấy cây gì mất cây là các bạn bị mất con trong ví luôn. Sau đó các bạn nhập bot lúc trước các bạn đăng ký, nhấn unlock, các bạn kiểm tra ví thì các bạn vào token. Mero của mình nhận được là 49 Mero, tương đương 0.2 đô và Midas thì mình nhận lúc trước rồi, Midas thì nhận 250 con. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận token NBC. Bạn kích vào link bên dưới. Open in web nè. Click start the chatbot. Nhập chào vào. Sau đó các bạn nhấn start. Các bạn mở join các kênh Telegram. Twitter các bạn mở ra, Facebook mở ra, trang chủ let4u.com.co mở ra luôn. Ở đây là CoinMarketCap, con này đã được list trên CoinMarketCap rồi các bạn. Giá trị hiện tại là 205 Satoshi, tương đương với 0.02 đô, 0.02 đô. Ở đây thì Twitter các bạn làm nhiệm vụ follow nè. Rồi, các bạn like và retweet. Facebook thì các bạn cũng like và chia sẻ. Sau đó các bạn nhấn Next Step, các bạn nhấn vào Join Airdrop. Ở đây là cái nhiệm vụ mình đã lên Join rồi. Mình sẽ nhấn ở đây còn một cái là đăng ký Wallet for You thì mình cũng đăng ký luôn. Các bạn nhấn vào Join. Về nghe nghe vào
bạn điền password, bạn nhập cấp cho vào. Sau đó các bạn vào Gmail để cho lấy cọt kích vào. Nếu không thấy các bạn kiểm tra spam thì có. Đây các bạn nhấn hộp thư đến thì sẽ thấy wallet for you.co. Bạn nhấn verify now. Login nạp cao cấp cao. Bây giờ các bạn vào mail để lấy cái cây IP, các bạn copy cái dãy chữ và số này. Sau đó các bạn bắt vào ở đây, nhấn verify đi. Tiếp theo các bạn vào receive MPC, các bạn copy address. À khoan, mình đăng ký mình để đây sẵn đây rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái bước tiếp theo là submit your detail. Ở đây là bạn vừa đăng ký, mình vừa đăng ký cuộc wallet for you, giờ mình sẽ điền mail ở đây. Follow cái tờ Retweet Pinboard và Send Profile link, thì các bạn vào Profile. Mình sẽ vào profile, copy profile rồi bắt rồi. Đây là like và share Facebook thì mình đã làm hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ vào profile Facebook. Nó yêu cầu các bạn copy wallet và send vào đó, send vào đây. Thì các bạn copy wallet, sau đó các bạn paste vào. Như vậy là mình đã hoàn tất việc khai báo và làm cái nhiệm vụ. Các bạn nhấn main menu và bây giờ mình sẽ nhấn start. Nhấn Next Step, mình sẽ kiểm tra balance. Balance hiện tại là có 30 MBC. Đây là Ring Referral, thì các bạn vào Referral System, các bạn kết vào Generate. Và đây là Ring Ref, các bạn có thể gửi Ring Ref để giới thiệu bạn bè và để nhận thêm token từ Ring Ref. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ like và subscribe để theo dõi các video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.